Good evening, xin chào buổi tối anh chị em nha. Đó là mình nói theo giờ Mỹ thôi, nên giờ vui. Còn ở Việt Nam thì giờ sáng rồi ha, phải good morning ha. Good evening các bạn nha. Thì hôm nay tìm hiểu luật pháp Hoa Kỳ thông báo đến các bạn về mấy cái luật mới của tiểu bang Cali. Nhất là những anh chị em nào mà sống ở tiểu bang Cali đó thì mấy cái luật mới có ảnh hưởng đến thực tế đời sống của toàn Cali, chắc chắn là ảnh hưởng nhiều đến cộng đồng người Việt mình sinh sống ở Cali. Và cái điều luật này đó thì các bạn ở Việt Nam nào nếu muốn tìm hiểu về thêm cái đời sống thực hành pháp luật ở Mỹ đó, nhất là tiểu bang Cali đó, cũng có thể là theo dõi cái video này để hiểu hơn về những cái quy định pháp luật nó ảnh hưởng đến đời sống của người dân như Mỹ như thế nào các bạn nha. Thì hôm nay đó thống đốc tiểu bang Cali đã ký ban hành ba cái luật liên quan đến vấn đề về mượn nợ credit các bạn, mượn nợ là cách thức xử lý và cách thức những cái người doanh nghiệp người ta làm cái công việc thu hồi cái khoản nợ credit này đó. Các bạn thấy thực tế ở Mỹ đó, phần lớn là người dân ở Mỹ đều có mượn nợ hết, không nhiều thì ít, mượn qua credit, mượn hết, mượn gọi là tín dụng đó các bạn, mượn rất nhiều, tức là vậy ai cũng có, ai cũng nợ hết đó. Từ tỷ phú, triệu phú cho đến người dân thường, tất cả đều có nợ hết và gần như là người ta dùng credit. Và cái quan trọng nhất là những cái người mà có cái mua nhà trả góp hay mua xe trả góp đó các bạn, thì người ta quan trọng nhất cái thẻ credit đó. Cái điểm credit là credit score các bạn, có nghĩa là mình mượn nợ bằng thẻ, có những công ty phát hành thẻ chẳng hạn như American Express là một số công ty phát hành thẻ tín dụng, có nghĩa là nó phát hành cái thẻ cho mình sử dụng để mình mượn, mình dùng cái thẻ đó dù nó cho mình mượn tiền trước để mình mua sắm đó rồi sau đó mình trả lại cho nó, thì có thể có trong cái thêm nó có những khoản ưu đãi, các bạn có thể trả không lãi suất hoặc là có thể phải trả trong vài tháng trả quá hạn, phải trả lãi suất quá hạn cho nó các bạn, rất là nhiều thứ, do đó rất là cám dỗ dữ lắm. Và không phải chỉ riêng người Việt mình không đồng, nhiều cái dân khác cũng vậy, cứ dùng thẻ credit mua sắm thoải mái đến lúc vỡ nợ không có tiền trả, thì những công ty này, công ty mà phát hành tín dụng đó, nó sẽ chuyển qua những cái gọi là collection agent các bạn, người ta sẽ tiến hành ta thu hồi nợ nhiều cách lắm, ta gọi điện thoại, ta gửi thư, rồi ta dụ mình tham gia vào trong những cái settlement, như là để nhóm để giải quyết để chẳng hạn như là thay vì cái khoản nợ đó trả trong vòng năm thì giờ người ta kéo dài 2 năm, ta tăng lãi suất lên nó vậy đó, rồi thậm chí người ta kiện ra tòa để ta thu hồi, để tòa án có quyết bản án tòa án thu hồi cái nợ mình đó, thu hồi cái người nợ đó bằng cách là trưng thu lấy tịch thu tài sản bán đấu giá trả nợ, vậy nhiều thứ lắm các bạn, và rất dễ cám dỗ lắm. Và cái thủ tục apply gọi là nộp đơn để xin thẻ tín dụng cũng không khó đâu, cũng không khó lắm. Các bạn ngoại trừ trường hợp là khi mình apply, người ta kiểm tra mình thấy cái điểm gọi là credit score, điểm tín dụng thấp quá thì người ta không có cho mình mượn thôi, chứ thường người ta cũng cho mình mượn không nhiều thì ít. Cái điểm tín dụng để mình nói thêm là cái điểm này là do cái hệ thống tổ chức tư nhân đã đánh giá độc lập các bạn, và tất cả các tổ chức tín dụng như ngân hàng, nhà banh hay là mấy tổ chức mà tài chính để có cái cấp tín dụng đó, có cho vay nợ đều thông qua, và người ta thông qua hết, và những cái thông tin cá nhân của người mượn, của khách hàng mượn nợ đều phải nằm trong đó hết. Và khi chỉ cần mình có cung cấp thông tin, nhất là ở Mỹ thì có cái số gọi là Social Security Number đó các bạn, mình cung cấp cho người ta, cho cái người nhà banh đó hay là cái tổ chức tín dụng, người ta sẽ kiểm tra với cái hệ thống đó đó, người ta biết được là cái mình có uy tín, mình có mượn cái điểm tín dụng của mình ra sao, là mình có uy tín trong vấn đề, nếu điểm tín dụng mình cao đó thì mình có uy tín, mình trả nợ tốt, người ta sẽ cho mình mượn nhiều hơn, còn nếu thấp đó thì người ta cho mượn ít, thậm chí người ta không có cho mượn. Và thông thường ở Mỹ là cái điểm tín dụng khoảng cỡ 680, 700, 700 trở lên là ok các bạn nha, good. Còn dưới 600 đó thì 68 dưới đó thì là trung bình, dưới thấp nữa đó, dưới 500 đó, thì rất khó đi mượn nợ lắm. Có mượn thì được chút ít được, đợi cho mượn để mua nhà mua xe thì không ai cho mượn đâu nha. Rồi đó, chính vì cái việc mà nhiều người mượn nợ qua thẻ credit đó bạn, xài thoải mái dẫn đến cái vấn đề không trả được nợ, rồi xảy ra mấy vấn đề là bán các những người mà tổ chức tín dụng đã bán cho các doanh nghiệp thu hồi nợ, gọi là bán nợ các bạn, rồi xảy ra cái tình trạng là các tổ chức này, những tổ chức cá nhân đó, ta gửi thư mời, ta gửi email, ta gọi điện, người ta mời tham gia vào trong cái các chương trình về xử lý các là đàm phán lại để xử lý các khoản nợ gọi là settlement đó các bạn, credit settlement, debt settlement, ta xử lý lại một cách là ta dụ dỗ nhiều thứ lắm. Người ta nói là bây giờ vậy thì anh không trả được thì đó, thì anh trả kéo dài nhiều năm hơn, rồi tôi tăng lãi suất lên vậy thôi. Đó là một trong cái cách mà settlement. Rồi là
là chính là khi người ta dụ những cái người mà không có trả nợ được tham gia vào đó đó, rồi người ta đưa những cái điều khoản mập mờ trong cái thỏa thuận, cái agreement để mà người ta tham gia nhiều thứ lắm, mà khách hàng nhiều lúc là không có điều kiện để tìm hiểu, không biết, nên bất lợi lắm, ký xong là tham gia rồi bất lợi. Rồi là chưa hết, đó là liên quan đến tín dụng các bạn nha, này bất lợi lắm, nên sự đã ký rồi thì tham gia vào thì như mất cái quyền lợi lắm, rồi bị bán thông tin cá nhân, bán nợ tùm lum hết. Thì chính cái chỗ đó nên hôm nay là thống đốc tiểu bang California đã ký cái đạo luật, ký hai cái đạo luật các bạn, đạo luật để bảo vệ cho người tiêu dùng, những cái trường hợp những cái người mà mượn nợ đó, khách hàng đó, là đạo luật AB 1405 với lại đạo luật SB 531, thì ký hôm nay ký ban hành là có hiệu lực ngay. Cái đạo luật này do quốc hội của tiểu bang Cali soạn thảo các bạn, thì sau khi đã được thống nhất thì qua là thống đốc tiểu bang ký thì có hiệu lực ngay, thì nó có hiệu lực này. Theo đó thì hai cái đạo luật này nó buộc là cái người mà thu hồi nợ, cái người mà tổ chức cá nhân mà tiến hành tổ chức cái chương trình gọi là settlement, settlement đó, phải thông báo trước cho khách hàng những cái nội dung quan trọng về cái tiến trình cái giải quyết nợ này như thế nào, những nội dung nào mà quan trọng trong cái đó phải thông báo trước trước 3 ngày cho cái người tham gia cái chương trình nó biết được, rồi phải giải thích cho họ rõ đầy đủ về cái nội dung về cái khoản tham gia vào thì được cái gì, mất cái gì, ưu điểm chỗ nào, được cái nào mất cái kia, phải nói rõ cho người ta, và ta để người ta coi trước người ta đồng ý hay không, chứ không thể dụ người ta vô hứa ngon hứa ngọt như trước đây, nói là vô đi rồi sẽ được xóa nợ giảm nợ gì đó, nói tại vô không được, không phải, không đúng, không thể nói như vậy, là vi phạm pháp luật, vi phạm cụ thể, vi phạm cái luật AB 1405 với là SB 531 này các bạn, là không có được nha. Như vậy là từ đây trở đi đó là các tổ chức tín dụng nào mà nếu có những người nào mà bị nợ credit các bạn phải tham gia, mà được gửi thư mời, thường là ở Mỹ đó mình có nợ hay không nợ rồi cũng thấy thư, mấy cái thư nó gửi tới quảng cáo nó nói tham gia chương trình giải quyết với vấn đề credit này, nợ debt settlement nhiều lắm tùm lum hết đó, nó nói tham gia vào sẽ được giảm nợ tùm lum, nó hứa hẹn nhiều thứ lắm, nhưng mà từ đây trở đi thì mấy cái thư đó nó là phải giảm đi rồi, có lẽ là vậy, do cái luật 140 AB 1405 với cái SB 531 này ban hành vào cái hiệu lực hôm nay các bạn nha. Thì đó, thì cái đạo luật SB 531 nó còn đi sâu hơn nữa, nó nói là phải cái người mà thu gọi là debt collection, cái người mà thu hồi nợ đó, có thể do tổ chức tín dụng hay là tổ chức tín dụng nó bán cho một cái người thu hồi nợ khác thì phải thông báo trước cho cái người bị nợ, con nợ, đâm ra là con nợ trước 30 ngày đó các bạn, và phải nói rõ là thông tin là kia đó, và trong một số trường hợp đó, là cái luật này là SB 531 này nó ngăn cấm cái người chủ nợ bán nợ cho các tổ chức khác để tiến hành thu hồi nợ nữa các bạn nha. Như vậy rất có lợi cho cái người gọi là con nợ, đúng là không vậy, cái luật này rất có lợi. Rồi tiếp theo là cái luật thứ hai là cái luật thì coi AB 390 các bạn, cái luật này đó là nó ngăn cấm những cái dịch vụ gọi là dịch vụ tự động gia hạn cái dịch vụ của khách hàng. Thì cái luật này nó ra sở dĩ nó ra và như vậy thì từ trước đến nay đó, khi mà mình ở Mỹ đó, mình có đăng ký tham gia vào cái dịch vụ gia hạn chăm sóc sức khỏe y tế, thì các bạn cái gì có cái tính chất thường xuyên gọi là subscription vô đó đó, thì các bạn phải kê khai thông tin cá nhân cùng với số thẻ tín dụng tài khoản ngân hàng. Thì giả sử các bạn subscribe của nó 1 năm, 1 năm thì hết hết năm thì đương nhiên là hết rồi, tự động nó có những cái điều khoản trong đó mập mờ khách hàng không biết, rồi tự động cái service provider, cái nhà cung cấp dịch vụ nó tự động nó gia hạn gọi là automatic extension, cái gia hạn cái dịch vụ đó, nó chặt, nó tính tiền người ta vô cái thẻ lấy tiền nữa. Nó vậy đó, khi nào người ta thiếu thiếu nại đó, đôi lúc nào thiếu nại nó chỉ trả lại cái phần tiền mà cái phần số thời gian chưa sử dụng rồi, nó làm vậy, nó ăn gian cái chỗ đó, nên nhiều người ta nhiều khi người ta đâu chủ ý, người ta đâu có biết, và không ai mà gọi là ghi cái thời hạn ra để mà chờ, để ngồi canh cái lúc hết hạn thì mình gọi điện cho nó mình phải nói đâu các bạn đó, mình nhiều người quên lắm, gần như không ai nhớ đâu, không ai nhớ cái chuyện đó đâu, và tự động nó gia hạn, nó chặt thì người ta chơi vui vậy, mặc dù người ta không có sử dụng dịch vụ đó, là cái chỗ đó đó bất lợi. Thì từ trước đến nay đó là mấy cái service provider nó ăn gian cái chỗ đó, nó ăn cũng được nhiều tiền của khách hàng dữ lắm, của người dân lắm. Thì hôm nay chính chỗ đó đó thì thống đốc từ bang Cali mới ký ban hành cái luật AB 9390 để nghiêm cấm cái chuyện tự động gia hạn, mấy cái service provider này tự động gia hạn cái dịch vụ cho khách hàng, mà buộc những người cung cấp dịch vụ này phải báo cho khách hàng biết trước, gần khách hàng phải báo trước, báo trước là cái dịch vụ của ông đã sắp hết hạn đó, và khi nhận được sự đồng ý của khách hàng thì mới được gia hạn các bạn, còn không á
thì là expire, là hết hạn nha, là không có được gia hạn thêm, không có được trả tiền khách hàng nữa. Như vậy thì bắt đầu kể từ ngày hôm nay là ba cái luật đó có giá trị, là AB390 này liên quan đến vấn đề không được tự động gia hạn cái dịch vụ đăng ký của khách hàng này, rồi với là AB1405 với là SB531, SB531 liên quan đến vấn đề về thu hồi nợ các bạn, thủ tục thu hồi nợ các bạn lưu ý nha. Và thực tế người Việt mình ở Mỹ, nhất là Cali đó, là hai ba cái đạo luật này ảnh hưởng nhiều lắm, nhiều đến người Việt, cộng đồng người Việt mình ở Cali lắm, tại vì người Việt cộng đồng người Việt mình Cali đa số là trong cái đời sống xã hội, trong cuộc sống đó là phụ thuộc phạm vi điều chỉnh của ba đạo luật này nhiều lắm. Như vậy các bạn lưu ý nha, nhất là anh chị em nào đang sống ở Cali đó thì biết đây là cái đạo luật mới nhất hôm nay của tiểu bang Cali ban hành, nó có ảnh hưởng đến mình nha các bạn nha. Nếu như mà gặp các thư mà nó dụ dỗ tham gia vào các chương trình giải quyết nợ đó là phải lưu ý. Nếu mà thấy rằng mình muốn tham gia thì đó là thấy là mình phải biết rằng nó cái người mà giải quyết nợ này đó, nó phải cung cấp cho mình đủ thông tin các bạn nha. Và trong một số trường hợp thông tin quan trọng nó báo cho mình biết trước đó các bạn nha, trong vòng 3 ngày đó. Rồi trong một số trường hợp là nếu nó muốn thu hồi cái nợ của mình, nó phải báo trước cho mình 30 ngày, và nhờ và có thể là nó không có được bán nợ lung tung các bạn. Nếu nó làm phiền mình là mình khiếu nại nha, hoặc là nó bán nợ cho ai đó mà gọi tới làm phiền mình tùm lum ảnh hưởng mình, mình có thể khiếu nại ra được, khiếu nại lên 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 Consumer Affairs, có nghĩa là cái bộ bảo vệ cái bộ bảo vệ khách hàng, gọi là Department of Consumer Affairs các bạn nha, của Cali nha, giải quyết để xử lý những cái tổ chức đó. Được rồi, cũng liên quan đến cái vấn đề về về gia hạn, tự động gia hạn các bạn cũng lưu ý nha. Nếu như mà từ kể từ hôm nay đó mà tự nhiên rồi đó, là các bạn thấy trong thẻ credit hay là trong tài khoản ngân hàng, trong thẻ debit của các bạn mà bị chặt tiền, bị dịch vụ và đăng ký đó, thì nó nói là do nó tự động gia hạn, các bạn khiếu nại liền nha, khiếu nại là nó phải ngưng ngay, nó phải trả tiền đầy đủ lại cho bạn đó, các bạn đó nha. Rồi vậy thôi, thì trong cái buổi tối này thì mình chỉ thông báo cho các bạn biết, nhất là anh chị em sinh sống ở Cali, về cái luật mới ban hành của tiểu bang Cali có ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt các bạn nha. Trong những buổi trong những video clip tiếp theo đó, có những cái luật gì mới, những quy định gì mới của tiểu bang, hay là các vấn đề liên quan đến pháp lý của liên bang cũng như các tiểu bang khác mà có ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt sinh sống tại Mỹ đó, mình sẽ cập nhật update ngay cho các bạn kịp thời. Rồi vậy các bạn nha, hẹn các bạn gặp lại các bạn lần sau. Rồi, chào các bạn.